Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem một cái driver của một chiếc lo VF5. Cái cũ là cái cũ BC, hàng chính hãng nhập khẩu nha em. Thì cái mã là 12NDL76. Cái mã này là cái mã lo 3 tấc BC Italia. Đây cái tem tem của BC đó, made in Italia. Italia rồi, anh em xem cái model của nó. Đây, đây dán đây. Đây 12NDL76 của công ty nhập khẩu là Bảo Dương. Bảo Dương. Nhà sản xuất là BC. Địa chỉ nè, địa chỉ nè, bên Italia nè anh em. Xuất xứ Italy. Italy. Rồi, một cái lo nó là 3,9 kg. Tháng sản xuất, xem chi tiết trên sản phẩm. Rồi con này á, là có là 400W đến 800W, 8 ohm. Xuống là tới 50 Hz đến 2 kg, 100 dB. Thì anh em thấy là nếu một chiếc lo mà nó để thông số 50 Hz xuống tới 50 Hz thì anh em biết là cái độ cái pin lao của nó rất là tốt. Pin lao nó rất là tốt nha. Rồi anh em xem mình khui ra cho anh em xem trong cái thùng xốp của nó là cái hình ảnh như thế nào. Nguyên đai nguyên kiện nha, hàng là hàng nhập khẩu nha, giấy tờ đầy đủ, qua đầy đủ nha. Hàng này là hàng chính hãng nha, nên giá của nó rất là cao. Nên cũng biết á, là một chiếc lo như vậy á thì cái giá của nó thì cũng gần 10 triệu á, chứ không có rẻ nha. Rồi có tiền xem này, model là 12NDL76. Hàng 76 thì hàng chính hãng, thì anh em nhìn kỹ thì những cái chiếc màn của nó anh em thấy không, gần. Đặc biệt tem này là tem này có thể nó làm giả được, nhưng khi anh em nhìn kỹ thì cái độ chi tiết từ cái độ keo keo của nó, màn của nó, da màn lo của nó nè, thì không thể nào mà China nó làm giống được nha anh em. Không giống được nha anh em. Nhìn kỹ nha. Từ cái gân này. Từ cái gân này. Anh em nhìn kỹ đây. Đây. Nhìn kỹ nha. Đây. Cái này là cái đặc trưng của nó. Anh em thọt cái tay anh em mới gò. Anh em gò. Thì anh em cũng biết á là Bảo Dương thì một công ty nhập khẩu hàng chính hãng của BC ở Việt Nam. Việt Nam. Bảo đảm là anh em là chính hãng 100% của BC Italia. Đặc biệt khi anh em nhập khẩu thì có miếng dán bên đây thì không thể nào mà dám làm giả được nha anh em. Còn anh em có thông số là thông số cho anh em xem một chiếc lo nha. Con nó là 76 ha. 76. 3.0 inch nè. 800W nè. Từ 400 đến 800W. Rồi 100 dB một chiếc lo nha, thì xuống được 50 đến 2 kg, đến 2 kg nha, nặng là 3,9 kg. Rồi anh em nhìn kỹ lại chiếc lo này, thì mình xin thông báo cho anh em biết là cái mã lo này hiện tại thì Titan độc quyền tại Việt Nam, phân phối ở Việt Nam. Thì cái mã này á, thì anh em nào mà cần á để mình trải nghiệm á, có những cái trải nghiệm mình tự mình muốn trải nghiệm, mình lắp ráp nghe thử nó nghe kêu như thế nào, phù hợp với cái đôi tai của anh em. Tại vì anh em cũng biết là có rất là nhiều anh em là họ muốn tự mình làm, chứ không phải mua nguyên
nguyên con của từ công ty sản xuất lo. Nếu anh em nào quan tâm tới cái mã này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho bên mình có để số điện thoại và địa chỉ chi tiết trên cái bài viết. Anh em nhìn kỹ lại một lần nữa nha. Khi anh em nhận định là hàng xịn là cái màng của nó ha. Nè, màng của nó nè. Có sần này, thấy không? Mấy đường này, sần này. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là keo của nó nè. Anh em nhìn nó kỹ nè. Bên trong của nó ha. Nó có một khúc trắng đó, thấy không? Keo rất là trong. Nhìn nó trong, rất là trong nha. Keo này đặc biệt đó là mình mua mà thị trường không có nha anh em. China làm không giống được. Thứ ba nữa là có cái tem. Tem này rất là chi tiết, rất nét. Cái thứ tư nữa là anh em nhìn cái kỹ cái màn này. Anh em thấy chưa? Anh em thọc tay nó gọi nó sần sần, nó mềm vậy đó. Đây. Rồi, cái màn của nó nhìn nó bung như bị móc vậy đó ha. Đặc biệt con này mình đã test rất là kỹ rồi. Cái min lao nó rất là tốt. Nó rất là phù hợp cho anh em có thể trải nghiệm thử những cái dòng quả tiễn anh em tự lắp, tự căng theo của mình. Nếu anh em nào mà muốn trải nghiệm thực tế nguyên kiện của Titan sản xuất cái dòng VF5 và dòng VF3 thì anh em có thể mua thành phẩm. Thành phẩm thì anh em khỏi suy nghĩ, tại vì làm phân tầng cho nó và cộng hưởng với chép rất là đều giải. Đặc biệt anh em nào thích cái dòng min lao thì anh em chọn con này, chọn con driver này đặc biệt cho anh em là cực kỳ hot. Có những cái mã là anh em xem kỹ nha, mã này là mã độc quyền của Titan, Titan ở Việt Nam. Mã này mã độc quyền nha. Rồi cái mã súp thì mấy hôm nay thì cái mã súp mình cho anh em xem á, nó có hai loại thế này. Một á là neo 18 là 5 tấc nè, NBX100 nè, 2400W, 1200-2400 ha. Đây. Và cái con này TBX thì từ Ferris và từ neo. Anh em biết là từ Ferris thì cái DB của nó 97 DB, là anh thấy chưa? 97 DB. Nhưng cái từ neo của nó 96 DB thôi. 96.5 thôi anh em. Tức là từ Ferris vẫn cảm giác ok hơn. Anh em thấy chưa? Đó. Số watt nó bằng nhau. 2400 nè. Con nó cỡ nhau, nhưng có nhiều anh em thích từ Ferris, có nhiều anh em thích từ neo. Từ neo nó nhẹ. Từ neo nó nhẹ nha. Từ Ferris thì nó nặng hơn. Con này 13 kg, con này 9 kg 3. Thấy chưa? Anh em nào muốn watt cao nữa, anh em chọn con 18 W 115 tháng 12 sẽ có. Thấy chưa? 3400W. Đó. Neo. Con nó 116 nè anh em, thấy chưa? Tất cả những sản phẩm PC đều có. Khi anh em quan tâm đến những củ PC và Titan đã quyết định đồng hành cùng PC những thời gian sắp tới. Anh em thấy chép này chưa? Chép này, chép hai quay nè. Đây, có hai chỗ nè, hai chỗ là bốn chỗ nè, thấy chưa? Mình sẽ nói rõ chi tiết này khi đi về Việt Nam ha. Rồi, những sản phẩm của PC có rất nhiều. Anh em biết là củ PC của Italia thì có rất là nhiều model, hầu như là chiếm 70%, 80% là những hãng lo đẳng cấp thế giới họ chọn củ PC là củ driver. Cái giá của nó cao, nhưng đặc biệt độ bền rất là tốt. Tốt. Đầy đủ các mã cho anh em xem hết. Đặc biệt là
Titan chỉ nhập những cái sản phẩm đúng hàng, đúng chất lượng và chính hãng 100%. Anh em nhớ cái mã này là cái mã độc quyền tại Việt Nam, quyền tại Việt Nam. Anh em nào quan tâm tới cái dòng này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho mình, nhưng giá nó cao nhưng có độ bền của nó rất là cao. Ví dụ như là 400W tới 800W thì những cái dòng lo bình thường China sản xuất hoặc là những cái hãng khác họ cùng giá tiền, cùng số watt, số con bằng nhau, nhưng khi anh em hát cường độ lớn thì chiếc lo này nó chịu nhiệt rất là cao, còn những chiếc lo khác nó sẽ có mùi, nó sẽ có mùi khác. Anh em muốn nào mà so sánh thì anh em có thể đo cùng dB, cùng gen, cái này cái mở lớn lớn đều thì con này nó chịu nhiệt rất là cao. Anh em đánh tới cường độ mà nhiệt độ nó lên, cái con nó chịu nhiệt á, nó rất là cao, khoảng 60-70 độ, nhưng cái con của nó vẫn còn giữ được một cái chất âm và không có cái mùi. Anh ấy biết là nhiều anh em đánh lo mà có cái mùi khác là những cái dòng lo nó không đủ chất lượng. Còn đối với những cái dòng mà hàng xịn rồi đó thì anh em biết là nó chịu nhiệt rất là cao, đặc biệt là những cái con của nó linh phụ kiện của nó, liver của nó, bộ kích của nó thì không có bán gờ nha anh em. Hãng á là khuyến cáo anh em á là nếu có sự cố cháy thì anh em nên mua mới ha, hãng không có bán linh phụ kiện, đặc biệt là như vậy tại vì nó lo của họ sản xuất ra là khó khi nào cháy lắm. Anh em có nhìn thấy không, khi một chiếc lo hàng bãi về, anh em đem về những cái dòng lo mã như thế này, nó là ná như thế này thì anh em ít khi nào thấy nó cháy lắm. Súp cũng vậy, ít khi nào thấy nó cháy lắm. Đem về hàng bãi mà còn đẹp, mà họ đánh 3-4 năm rồi, đánh liên tục mà không thấy cháy, do vận hành. Nếu mà lo này mà cháy là do anh em vận hành setup bị sai, còn lại là anh em làm đúng thì không bao giờ cháy được. Ví dụ như hãng công bố mát của nó là 125 dB, anh em phải làm 110-120 dB thì có thể nào mà hư được, đúng không? Rồi, mẫu này là mẫu vòng cao cấp nhất của Titan sản xuất, đấy là Lever, Lever của hàng 12N DL76 78 này. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video, anh em nhìn kỹ nha. Đó. Thì cái mã này là cái mã độc quyền, độc quyền tại Việt Nam, Titan phân phối 12N DL76. Đây, mã này nha anh em. Rồi, chào anh em nha. Hẹn gặp lại cái video tiếp theo nha. Bye bye.